Vâng, quý vị và thân mến, xin mời quý vị hướng về sông Đồng, khu đô thị mới, thị trấn Chở, để chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón hai đội bóng, đó là Đồng Niên 1987 và Đồng Niên 1997. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai đội bóng đầu ạ. Vâng, xin cảm ơn các quý vị. Vâng, trận đấu cuối cùng, trận đấu để tìm ra tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết sẽ chuẩn bị được diễn ra ngay sau đây giữa hai đội bóng, đó là Đồng Niên 1987 đối đầu với những người đàn em 1997, cách biệt chỉ là 10 tuổi mà thôi. Nhưng trên sân bóng thì tuổi tác nó sẽ là không vấn đề trong trận đấu này. Chúng ta sẽ chờ đợi trận bán kết thứ hai, nó sẽ diễn ra cực thực sự hấp dẫn và kịch tính hơn. Và xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp trận bán kết thứ hai của chúng tôi. Với sự điều hành của trận đấu này, đó là hai trọng tài đến từ ban trọng tài huyện Yên Phong, đó là Hưng Ngô Diêu, cùng với sự góp mặt của Quý Soccer, hai trọng tài rất nổi tiếng của ban trọng tài huyện Yên Phong. Anh Ngô Sơn, Đồng Niên 87 tài trợ cho cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên 500.000. Tin vui ngay lập tức đến anh Ngô Sơn, Đồng Niên 1987 tài trợ cho cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên 500.000 đồng của cao thủ 1987. Vâng, cảm ơn anh Ngô Sơn đã dành món quà đầu tiên cho 1987, động viên cho những chú mèo rừng đến từ Phú Vân. Một giải đấu mà 1987 chính là đơn vị tổ chức giải đấu này. Và họ cũng đang thi đấu vô cùng tự tin và hướng tới trận đấu cuối cùng. Một trận đấu rất hấp dẫn. Một trận đấu mà họ phải đối đầu đội bóng rất trẻ. Đội bóng đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. 1997. Trận tứ kết thì 1997 cũng đã vượt qua những người đàn anh 1994 rất hay. Đây thế lỗi rồi, lỗi rất rõ ràng, và Đình Thi đang phải rất đau, hy vọng rằng sẽ không có một chấn thương. Đình Thi đang không có một thể trạng tốt nhất, và đó là một pha va chạm nguy hiểm. Và ngay lập tức đó là sự quan tâm đến từ phu nhân của Đình Thi, hy vọng rằng sẽ không có một chấn thương. Sự căng thẳng trong trận tứ kết cũng chưa thực sự làm cho Đình Thi có thể bình phục tốt nhất thể trạng mình. Ngày hôm nay trong những phút đầu tiên trong trận bán kết này thì một lần nữa sau tình huống va chạm thì đội trưởng Đình Thi lại phải nằm sân. Anh ơi, cầu thủ này tên là gì anh nhỉ? Thôi Trấn Sơn. Thôi Trấn Sơn này. Sơn Trấn Thối. Còn cầu thủ Duy Bắc. Sơn giày vàng phải không? Tóc vàng phải không? Ok. Duy Bắc. Duy Bắc à? Còn đây, còn bên này, giữa. Đây.
ngoài công Thủy 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 à? Thủy Thế Thủy Thế Thủy đâu, Thế Thủy đúng không? Thế Thủy kia kia mình đang vừa ghi rồi thì ông ở giữa đây này góc này này thôi tập trung mình xem tập trung ở bên kia Thủy. Ở bên kia Thế Thủy. À bên kia Thế Thủy à? Thế còn Hữu Tú. Hữu Tú à? Rồi cảm ơn nha. Tuyệt đấy! Vào! Đó là thời Trần Sơn. Sơn chân tối đã tỏa sáng rồi. Vâng, chiếc chân tối như quý ân vàng đến từ vị trí của thời Trần Sơn đã mang về bàn thắng bằng tỷ số ở trận đấu này. Một tình huống phối hợp trong một pha đá phạt rất hay và người ghi bàn lại là thôi Trần Sơn. Hôm nay thì có lẽ là gọi Sơn Trần Vàng chứ không phải là Sơn Trần Thối nữa rồi. Bàn thắng rất đẹp mắt, 1-0. Đây rồi, đây thế rất cố gắng. Bàn thắng đến sớm với cầu thủ 1987 nó cũng sẽ hứa hẹn cho một trận cầu hấp dẫn này. Nhưng đương nhiên thời gian vẫn còn phía trước. Câu vào, cú đẩy bóng an toàn. Và sau đó là phá bóng an toàn của Đình Thi. Đình Thi thì cũng đang phải tập tễnh rồi. Các anh em ngoài sân của 87 thì mang cổ vũ rất nhiệt tình với những lỗi rồi. Tình huống vào bóng từ phía sau của Hữu Tú. Duy Bắc. Thế còn giày cam, giày cam này. Cam Hữu Tú. À giày cam Hữu Tú. Sủ. Bắc đây. Bắc vàng. Đây. Hai cầu thủ hàng rào, đó là Duy Bắc cùng với đó là Hữu Tú. Cơ hội, câu vào. Tình huống phối hợp có ý đồ. Đường truyền xuống cái cột hài nhưng cú dứt điểm là không chính xác. Cách biệt chỉ là một bàn mà thôi. Thời gian vẫn còn đó là rất nhiều. Bóng trẻ 1997 chắc chắn rằng họ không đơn giản để có thể dễ dàng đánh bại giống như vậy được. Tình huống trước đó là một pha phối hợp quá hay, một cú dứt điểm quá lạnh lùng đến từ thôi Trần Sơn. Không có một cơ hội nào đến với thủ môn của Đức, của Hữu Nam cả. Thuyền ơi, câu vào. Đó là cú dứt điểm của Đình Thi. Ngôi sao quan trọng nhất bên phía 1987 vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Và vừa rồi thì anh đã có một cú dứt điểm khá nguy hiểm. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp trên fanpage của chúng tôi. Xin chào Hảo Hảo. Không biết là có phải là một phu nhân của các anh 87 không? Đang theo dõi và đó là cổ vũ cho những chàng trai của mình. Vâng, Hảo Hảo đó chính là bóng hồng của Thôi Trần Sơn. Bóng hồng của Thôi Trần Sơn đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Đó là cổ vũ cho phu nhân của mình cùng với những người đồng đội. Cháu thủ 1987 thi đấu thăng hoa hơn. Những sự cổ vũ đến từ hậu phương là một điều rất tuyệt vời đối với cầu thủ 1987 trong giải đấu này. Để giúp cho họ có thêm tinh thần cùng với đó là sự tự tin. Giúp cho họ có thể vượt qua được những trận đấu khó khăn. Và cùng với đó là lên đỉnh trong giải đấu này. Một giải đấu mà 87 là đội bóng tổ chức giải đấu. Đơn vị tổ chức. Họ đã dành rất nhiều thời gian, lỗi rồi. Vào bóng bằng gầm giày khá nguy hiểm và Hưng Ngô Diêu vẫn đang khá nhẹ nhàng khi mà nhắc nhở đối với cầu thủ 1997 ngày hôm nay. Hy vọng rằng dưới những nhắc nhở này thì sẽ giúp cho những cái đầu nóng của cầu thủ 97 sẽ hạ nhiệt. Họ đang húc khá khỏe, đúng là những chú trâu. Xin chào Nguyễn Hữu Huệ.
Tiếp tục một khán giả nữa thuộc về cầu thủ 87 dứt điểm không vào. Cổ vũ cho cao thủ 187 cố lên và giành chiến thắng. Một 1987 trong trận đấu tứ kết họ đã có một cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước thủ 1988. Trong trận đấu đó thì 1987 đã bị thủng lưới trước, nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của mình thì 1987 đã vượt khó khi mà nã 3 bàn vào lưới đối phương. Sau đó vượt qua thủ 88 với tỷ số là 3-1. Đây rồi, cơ hội phạt công Hữu Tú. Tốc độ không vào. Đúng là những tốc độ của những chú mèo, nhỏ nhưng rất nhanh. Tiếp tục là một tình huống tốc độ là cực tốt đến từ Hữu Tú. Rất bay, nguy hiểm câu vào. Lại là Thôi Trần Sơn. Đó là một trận đấu mà Thôi Trần Sơn lại trở thành người hùng dành cho cao thủ 1987. Trận đấu tứ kết thì Thôi Trần Sơn cũng đã có một bàn thắng trên chấm penalty. Bàn thắng để đưa cao thủ 1987 dẫn trước thủ 88 với tỷ số là 2-1. Để qua đó tạo ra được cuộc lội ngược dòng. Cảm xúc của thủ 87 trước thủ 88 ngày hôm nay thì đang là một thế trận dễ dàng hơn khi mà họ đang là đội bóng dẫn trước. Nhưng đương nhiên thời gian vẫn còn đó là rất nhiều. Một lần nữa trọng tài lại phải nhắc nhở đối với những tình huống va chạm đang có những pha húc nhau khá mạnh. Người trọng tài yêu cầu là các cầu thủ không được phép tác động vật lý trước khi bóng lăn. Thế vừa nguy hiểm câu vào. Cú phá bóng tốt đến từ vị trí của Duy Bắc. Lỗi rồi, chắc chắn sẽ có thể. Người đã có tình huống phạm lỗi tiếp tục là số 10 mang tên Danh Đại. Danh Đại, một trong bóng đá thì rất khó để có thể tránh những tình huống va chạm. Và trên sân thì đã có trọng tài, anh em cứ yên tâm. Một giải đấu mà có sự chuẩn bị về mọi thứ, mọi công tác rất chuyên nghiệp. Và tới thì tại hiện tại dứt điểm câu vào. Sau cú dứt điểm thì Đình Thi lại phải tập tễnh rồi. Nếu như 87 có thiếu vắng đi Đình Thi thì nó cũng sẽ là một trong những mất mát rất lớn, sẽ làm cho tuyến giữa của cầu thủ 1987 thật khó ai có thể thay thế được Đình Thi. Trước trận đấu thì Đình Thi đã cho thấy dấu hiệu đang bị căng cơ rồi. Ở trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì một lần nữa chấn thương rất dễ có thể xảy ra. Rất quyết liệt. Đó là Thôi Trần Sơn. Giành đai. Lỗi rồi. Một chiếc thẻ vàng dành cho Đình Thi. Tình huống chuyền bóng từ phía sau khá nguy hiểm của Đình Thi và sẽ một chiếc thẻ vàng
chiếc thẻ vàng thứ hai trong trận đấu này, một trận đấu căng thẳng hơn rất nhiều so với trận đấu đầu tiên. Và điển hình là chúng ta đã có hai chiếc thẻ vàng, dù hiệp một thì vẫn còn là rất nhiều. Xuống biên, chuyền vào, không thể có được chuyền về tuyến trong chính xác. Khi mà hàng phòng ngự của 87 vẫn đang thiếu tập trung. Tiếp tục là lỗi rồi. Đình Thi đang phải nằm sân khá nhiều trong trận đấu này. Bây giờ mới là phút thứ 14 của hiệp 1 thôi. Gần nửa thời gian hiệp 1 đã trôi đi và tỷ số rất nguy hiểm, câu vào. Đó là cái chân, cái chân vàng đến từ Thôi Trấn Sơn. Một tình huống sút phạt từ sân nhà, bóng đi với một tốc độ lớn và tạo ra một quỹ đạo khó, nhưng thủ môn của 97 vẫn có thể cản phá thành công. Phạt góc. Nguy hiểm, câu vào. Vẫn còn, dứt điểm, câu vào. Một tình huống nỗ lực cứu bóng, sau đó là cú xoay người dứt điểm của Hữu Vượng, nhưng bóng đi không chính xác. 87 thì cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, nhưng trọng tài rất khó là có thể quan sát được tình huống bóng vừa rồi. Bóng đi với một tốc độ là cao. Tuyệt đây. Vẫn là cái chân đến từ vị trí của Thôi Trấn Sơn. Cao nguy hiểm, cơ cao vào. Rất đáng tiếc cho Duy Bắc. Một sai lầm. Đó là Hữu Tú. Đang hơi có nhầm lẫn, đó là Tú Sủ. Nhưng có một mái đầu rất đặc biệt. Vẫn là Tú Sủ, lao về rất nhanh như một chiếc Ferrari vậy. Một mái đầu mà chúng ta nhớ tới những Luka Modric. Đến từ vị trí của Hữu Tú. Nếu như Hữu Tú chạm vào đó có thể tận dụng thành công bàn thắng thứ hai thì nó là một điều quá tuyệt vời. Với cầu thủ 1987, dứt điểm, câu vào. Phản xạ rất nhanh của Hữu Nam đã cứu thua. Một cú dứt điểm rất tốt của Hữu Tú, nhưng thành công để chiến thắng được phản xạ xuất thần của Hữu Nam. Dứt điểm. Vẫn là 87. Không được. Lỗi rồi. Không đá. Tiếp tục là bóng dài. Dứt điểm. Câu vào. Hàng phòng ngự của cầu thủ 87 đang hơi thiếu tập trung. Khi mà tình huống vừa rồi đã không thể theo kèm Hữu Vương. Và sau đó là pha băng vào của Danh Đại. Rất đầy. Lại một chiếc thẻ vàng nữa rồi. Pha phạm lỗi nguy hiểm đến từ cầu thủ mang số 22. Đó là vị trí của Tài Huy. Thẻ vàng thứ 3 trong trận đấu này. Và thẻ vàng thứ 2 bên phía cầu thủ 1997. Một lối chơi rát của cầu thủ trẻ. Một điều dễ hiểu thôi. Họ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Họ đang gặp khó trước những người đàn anh hơn mình tới 10 tuổi. Đình Thi. Đình Thi. Cú sút luôn của Đình Thi. Tiếp tục là đường truyền dài tới Hữu Phượng. Đình Thi. Vẫn là Đình Thi. Xử lý không thành công của Đình Thi.
Cơ hội dứt điểm, câu vào. Bóng đã chạm tay rồi, đá phạt dành cho cầu thủ 197. Người có cú dứt điểm đó là Đức Phúc. Chín bảy vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong những đường bóng tấn công, họ đang chủ động chơi bóng dài. Một cơ hội rất tốt khi mà tình huống đá phạt này nó chính giữa khung thành và khoảng cách nó cũng khá gần với vòng cấm, khoảng cách khoảng hơn 10 mét mà thôi. Đứng trước bóng đang là giành đại, rất có thể sẽ là một tình huống phối hợp. Cơ hội, câu vào. Phạt góc dành cho các thủ 197. Một pha phối hợp quen thuộc và suýt chút nữa thì đã. Chín bảy đang cho rằng bóng chạm tay và mọi sự quyết định là do trọng tài. Vâng, như vậy là trọng tài sẽ tham khảo công nghệ VAR khi mà 97 xin quyền VAR trong tình huống này. Nếu như đây là một tình huống xin VAR sai, khiếu nại sai thì cầu thủ 97 sẽ hết quyền xin VAR. Còn nếu như đúng thì họ sẽ có một quả penalty. Chúng ta sẽ chờ đợi. Đề nghị các khán giả hãy di chuyển ra cách xa khu vực. Mọi quyết định là do trọng tài. Đương nhiên rất nhiều tình huống chạm tay chưa chắc đã là penalty. Penalty! Vâng, như vậy là một tình huống mà đã có tình huống chạm tay để cản phá đường bóng. Đường bóng đi vào khung thành. Đường bóng đi vào khung thành và dù bất kỳ ở một tình huống nào thì nó cũng sẽ là tình huống penalty. Một cơ hội dành cho 197 có bàn thắng gỡ hòa để đưa trận đấu này về vạch xuất phát. Cơ hội quý hơn vàng, đứng trước bóng đang là Đức Phúc. Cùng với đó là vị trí của An Chiến. Đức Phúc, câu vào! Chuyện gì đây? Đức Phúc đã không thể chiến thắng được chính mình khi vào cú dứt điểm. Của anh đã không chiến thắng được xà ngang. Quá đáng tiếc. Bóng đập xà ngang và bóng đẩy trúng người thủ môn. Đó là Đăng Đạt. Đăng Đạt đã ôm gọn bóng. Rất đáng tiếc cho 197. Cơ hội để san bằng tỷ số nhưng họ đã bỏ lỡ. Một cú dứt điểm rất mạnh nhưng bóng tìm xuống xà ngang. Bóng đá là như vậy, bóng đá luôn có những sai lầm. Và vừa rồi thì Đức Phúc đã mắc phải một sai lầm khi mà anh không thể mang về bàn thắng để gỡ hòa trong một trận cầu khó khăn này. Họ đã phải nhờ tới VAR để mang về một tình huống penalty. Nhưng rồi sau đó thì Đức Phúc lại bỏ lỡ. Đây rồi, đi bóng rất hay. Lỗi rồi. Tú Sù đang thi đấu rất nhiệt. Đá biên dành cho 1987. Lại là Thôi Trấn Sơn can thiệp pha bóng này. Quá khó rồi. Tú Sù không phải là cầu thủ có thể hình tốt. Cầu thủ nhỏ con. Kỹ thuật là tốc độ chính là điểm mạnh của cầu thủ này. Tiếp tục là Thôi Trấn Sơn. Rất tập trung. Vẫn còn. Bóng đi hết đường biên dọc. Quả đá biên dành cho 1997. Giành đại. Đường treo bóng, câu vào. Cú đấm bóng rất mạnh đến từ vị trí của Đăng Đạt. Với lợi thế về chiều cao thì Đăng Đạt đánh đâu.
0-2 theo kèm đối với An Khánh. An Chiến chạm vào bóng vừa rồi. Lỗi rồi. Thời gian hiệp 1 đang trôi đi và tỷ số vẫn là 1-0 tạm nghiêng về cầu thủ 1987. Hơn 2/3 thời gian hiệp 2 đã trôi đi. Và bàn thắng duy nhất vẫn đến từ cái chân thối của Thôi Trần Sơn. Mang biệt danh là chân thối nhưng hôm nay đôi chân của Thôi Trần Sơn thì quý hơn vàng. Dứt điểm đã mang về bàn thắng mở tỷ số quá hay dành cho 1987. Họ đang gặp nhiều khó khăn trước đội bóng trẻ. Bóng trẻ hơn mình tới 10 tuổi. Sức trẻ. Trên con đường tiến tới vòng chung kết, tới trận đấu cuối cùng. Thẻ vàng rồi. Ông người rất rõ ràng. Vâng, và tôi xin mời các khán giả chúng ta hãy lùi lại đường pit, ra ngoài đường cỏ đi ạ, để cho các cầu thủ chúng ta cũng như là tổ trọng tài có thể có không gian tốt nhất. Ban tổ chức không đo thẻ. Vâng. Ban tổ chức. Bên mình không đo thẻ. Bí quá cứ làm đi. Dù 87 là đơn vị tổ chức nhưng chắc chắn là sẽ không có bất kỳ một sự thiên vị nào cho đội bóng này cả. Dứt điểm câu vào. Cú sút phạt rất nguy hiểm. Đơn vị tổ chức nhưng họ cũng đã thi đấu rất thành công, cùng với đó là đứng ra để tổ chức một giải đấu này. Trải qua rất nhiều những giải đấu riêng vòng loại, chúng ta đã tiến tới 40 trận đấu rồi. Cùng với đó là 4 trận tứ kết. Đã qua đi và ngày hôm nay 2 trận bán kết, chỉ còn ít phút nữa thôi. Trời thì đang có những giọt mưa với hy vọng rằng sẽ không phải thủy chiến. Nếu như trời mưa thì nó sẽ là điểm gì đây? 87 đang có một thế trận tốt, họ đang có lợi thế. Trời mưa đối với những chú mèo có vẻ như là nó không hợp lắm. Nhưng đối với những chú trâu thì có lẽ là trâu nước sẽ hợp với mưa hơn. Đứng trước bóng đang là Đình Thi. Câu vào. Đó là Tú Sù đã tránh bóng cho vào bóng này. Rất đáng tiếc. Đình Thi một lần nữa lại phải nằm sân rồi. Liệu có sự thay đổi người nào không? Chưa có bất kỳ sự báo hiệu thay đổi người nào cả. 87 thì cũng không có nhiều những ngôi sao thực thụ. Đa số họ đều là những ngôi sao siêu dự bị ngoài sân thôi. Đến sân, anh em trở thành những cổ động viên rất nhiệt tình. Chuyên xanh nước ở Bầu Cam theo kiểu Bình Viên Nguyễn Anh Hùng đã nói. Hôm nay thì Bình Viên Nguyễn Anh Hùng không thể đến với sân vận động thị trấn chờ để có thể trực tiếp truyền lửa cho những trận bán kết này. Khi mà ngày hôm nay ngày chủ nhật, lịch của chúng tôi rất kín. Cũng hy vọng rằng trong trận chung kết thì cũng sẽ có sự góp mặt của Bình Viên Nguyễn Đức Hùng. Một trong những bình viên rất nổi tiếng, số 1 ở khu vực miền Bắc. Đứng thứ hai thì không ai dám đứng ở thứ nhất cả. Thay người, trọng tài cho thủ 87 thay người. Đình Chính sẽ là cái tên được cho vào sân. Và ra sân đó là đội trưởng Đình Thi. Đình Thi đã không thể tiếp tục. Cắt bóng tốt đến từ Thôi Trần Sơn. Thời gian vẫn còn đó là khá nhiều. Hiệp 1 không còn nhiều và cách biệt chỉ là một bàn mà thôi. Đánh đầu. Chúng ta sẽ chứng kiến liệu rằng khi mà thiếu vắng Đình Thi
thì 87 sẽ lựa chọn một lối chơi nào đây? Tiếp tục tấn công để tìm kiếm những bàn thắng, tạo ra cách biệt, hay là 87 sẽ lùi về để phòng ngự ở sân 6 như thế này, để lùi về phòng ngự đổ bê tông sẽ là rất nguy hiểm, khi mà những cú sút xa nó cũng sẽ là những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Những cơn mưa cũng đang xuất hiện. Một tình huống đá phạt. Một thời tiết là hơi oi và rất có thể sẽ là mưa không vào. Này thì ban tổ chức đã nói rằng kể cả là thủy chiến rất nguy hiểm, kể cả là thủy chiến thì trận đấu chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, trận đấu cuối cùng, một trận bán kết cuối cùng để tìm ra tấm vé còn lại vào cho trận đấu cuối cùng của giải đấu này. Ba phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên của trận bán kết thứ hai. Hy vọng rằng trời sẽ không mưa to. Hy vọng đây cũng sẽ là những cơn mưa đám mây thôi. Thời tiết này thì có lẽ là trời sẽ không thể mưa to được. Trận mưa nhỏ nó cũng sẽ làm chất lượng chuyên môn trận đấu ta không bị giảm đi. Vẫn là cầu thủ 1997. Đá nguy hiểm. Đá hồi phá bóng an toàn. Phản công dành cho 1997. Và xử lý không thành công của An Chiến. Nếu như mưa thêm một chút nữa, sân trơn bóng ướt, nó sẽ là rất khó khăn, lỗi rồi. Tiếp tục là một pha bóng nguy hiểm nữa. Và cầu thủ 1987 lại phải nằm sân. Thời gian không còn nhiều. 3 phút bù giờ đang trôi đi rồi. Đây sẽ là cơ hội đá phạt dành cho cầu thủ 1997. Đứng trước bóng không ai khác là Đức Phúc. Và phối hợp bị bắt bài.
Thời gian hiệp 1 không còn nhiều và liệu rằng 1987 có thể bảo vệ không? Đẩy bóng tốt của thủ môn đó là Đăng Đạt. Vẫn là Đăng Đạt. Bây giờ thì kể cả sân cũng ngập nước thì Đăng Đạt cũng nằm ra sân để tắm rồi. Vâng, đúng lúc này Đương Ngô Diều cũng nổi lên còi kết thúc hiệp 1 trận bán kết thứ hai. Một kép lại thì 87 đang tạm dẫn cao thủ 97 với tỷ số là 1-0. Với bàn thắng duy nhất của Thôi Trấn Sơn. Và xin mời quý vị nghỉ trong ít phút để chúng ta chuẩn bị đến 2 của trận đấu này. We'll be right back.
Vâng quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp hiệp 2 trận bán kết thứ hai giải bóng đá là Hồng Niên 1957 và 197. Hiệp 1 khép lại thì cao thủ 87 đang tạm thời dẫn trước những người đàn em của mình với tỷ số là 1-0 với bàn thắng duy nhất của Thôi Trần Sơn. 11 mà 97 cũng đã có cơ hội dứt điểm từ xa. Lại là cái tên Thôi Trần Sơn. Những cú dứt điểm từ sân nhà. Những cú dứt điểm với một sự chính xác cùng với lực sút là cực kỳ khó chịu. Danh Đại. Chuyển công thành công của Danh Đại, lại là Thôi Trần Sơn. Người đang có những pha cắt bóng rất hay. Những pha va chạm rất mạnh mẽ ngay ở những phút đầu tiên hiệp 2 này. Hứa hẹn cho hiệp 2 sẽ là căng thẳng và kịch tính. Hiệp 1 thì 97 cũng đã thi đấu đầy quyết tâm nhưng đáng tiếc họ đã không có bàn thắng san bằng tỷ số. Dấu ấn đó là pha bỏ lỡ trên chấm penalty đến từ vị trí Đức Phúc. Nhưng bóng đá là như vậy. Cơ hội vẫn còn đó với cầu thủ 97 là rất nhiều. Họ cần phải làm lại. Thế thôi. Sai thì làm lại. Ngày hôm nay thì 97 vẫn còn cơ hội. Rất hay. Thôi chấm sơ. Rất đẹp. Cầu vào. Đã có tiếng còi rồi. Không biết có lỗi không. Sân trơn bóng ướt đang làm tốc độ của những pha bóng là khá nguy hiểm. Cũng hy vọng rằng các cầu thủ chúng ta hãy giữ cái đầu lạnh và hạn chế những pha va chạm nguy hiểm. Đi bóng rất hay, không vào. Lại là Danh Đại. Và đi bóng sộc thẳng và trùng lộ và sau đó là dứt điểm. Một trận thủy chiến nhỏ thôi. Những cơn mưa này thì liệu rằng có giúp cho các thủ 97 mát mẻ và yếu thành toát hơn không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Họ đã khá bế tắc ở trong hiệp đấu đầu tiên. Rất là cơ hội. Chút nữa thì Tú Sù đã có cơ hội. Vâng, sẽ phải nhắc nhở trong tình huống này. Một động tác là hơi thừa, mặc dù là cần tránh nhưng mà và chạm không cần thiết, cũng như là để lại những hình ảnh thật đẹp cho giải đấu này. Một giải đấu dành cho đồng niên, dành cho các anh em thuộc cùng thôn. Nó mang về một tinh thần giao lưu đoàn kết và gọi là rất nhiều. Tính ăn thua chắc chắn là không được phép đề cao hơn. Nguy hiểm. Cắt bóng tốt của Thôi Trần Sơn. Thôi Trần Sơn vẫn đang gánh tốt hàng phòng ngự của mình. Rút xa, không vào rồi. Cuối cùng thì siêu phẩm đã đến với cầu thủ 1997. Cú đặt lòng quá đẹp mắt. Cú đặt lòng quá hay. Và người ghi bàn. Và người đã lấy công chuộc tội không ai khác, đó là Đức Phúc. Lần này thì Đức Phúc đã tỏa sáng với một tình huống đặt lòng quá đẹp mắt. Một cú sút xa không thể chê vào đâu được, điểm 10 dành cho Đức Phúc trong pha bóng vừa rồi. Đi bóng dứt điểm. Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo với cầu thủ 97. Và Đức Phúc đã lấy công chuộc tội rồi. Bây giờ tỷ số là 1-1. Bây giờ thì khó khăn sẽ thuộc về cầu thủ thay người. Đấy, trọng tài cho cầu thủ 87 thay người. Đình Chính sẽ cầu thủ được đưa ra sân. Lê Chính sẽ cầu thủ đưa ra sân. Và vào sân sẽ là quay trở lại đến từ Captain Bình Thi. Bình Thi đã dính chấn thương.
Vâng, sau bàn thắng vừa rồi thì ngay lập tức tin vui đến với cao thủ 197. Và tin vui đến từ đó chính là người bố thân yêu của Đức Phúc, dành tặng món quà 500.000 đồng. Cổ động viên tuyệt vời của 197 vẫn đang âm thầm để theo dõi và cổ vũ. Câu vào dứt điểm của Thôn Tấn Sơn. Trận đấu chắc chắn nó sẽ căng thẳng hơn rất nhiều khi mà tỷ số bây giờ là 1-1. Một trận đấu mà đã được dự đoán trước, đây là một trận đấu cân bằng và diễn biến trên sân thì nó cũng đang cho thấy với các khán giả chúng ta thì vẫn đang phải đội mưa để cổ vũ một tình yêu bóng đá rất tuyệt vời của người dân Phú Mân dành cho Đình Tý. Đình Tý đang chấn thương. Vanh vừa rồi có lẽ đã phải tầm một mũi giảm đầu để vào sân rồi. Một trận đấu rất quan trọng, một trận đấu mà nó hướng tới tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết. Chính vì vậy mà sự quan trọng này Đình Thư đã phải liều tấm thân mình. Ngày hôm nay thì cả đổ máu thì rõ ràng là 87 cũng đang phải cố gắng cho tấm vé cuối cùng. Không được, rất đáng tiếc cho Tú Sủ. Trời mưa xuống và đầu tóc xù của Tú đã không còn nữa rồi. Bây giờ thì nó hơi bết. Cắt bóng tốt, rất quyết liệt. Phải tranh chấp trên không rất quyết liệt của cả hai đội bóng. Huy Tuấn tài trợ đồng niên 97 hai con gà ổ muối. Vâng, và tin tôi tiếp tục đến với cao thủ 197 khi mà Huy Tuấn tài trợ cho 1987 đó là hai con gà ủ muối. Và cao thủ 97, hai con gà ủ muối dành cho thủ 1997 đến từ Huy Tuấn, rất tuyệt vời. Vâng, thay mặt các anh em 97 tới là cảm ơn chân thành tới những người hâm mộ, những người đã dành những tình cảm đến với thủ 197 trong trận đấu này. Nguy hiểm, câu vào, chạm bóng đến từ vị trí của Tú Sủ. Cắt bóng tốt của Thôi Trần Sơn. Một trận thủy chiến mà đúng như dự đoán là cơn mưa nó đã mang tới sự may mắn tới các những chú trâu. Trời mưa nó là rất hợp với những chú trâu và họ vẫn đang thể hiện được sự bình tĩnh và đẳng cấp của mình. Đình Thi thì đã phải liều mình để vào sân rồi. Nguy hiểm, thiếu chính xác. Liệu rằng có phải là trận đấu đầu tiên phải giải quyết trên loạt đấu súng không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Đương nhiên là không khán giả nào của đội bóng nào muốn hướng tới loạt đấu súng căng thẳng và cân não cả. Nguy hiểm. Nhưng đối với những khán giả trung lập, đối với những người trung lập như chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ muốn hướng tới đó là loạt penalty. Một trận đấu căng thẳng, một trận đấu cân bằng rất trơn. Nguy hiểm, câu vào. Sân trơn bóng ướt, thực sự đang là một điều rất khó khăn. Những tình huống dứt điểm từ xa nó cũng sẽ là rất nguy hiểm, câu vào. Giành đại, vẫn là giành đại. Đá biên dành cho cao thủ 1987. Nguy hiểm, câu vào. Đình Thi đã không thể có một tình huống đánh đầu ngược dù đang dính phải một chấn thương. Nhưng Đình Thi mỗi khi nhảy lên thì rất có thể là những tình huống dễ dẫn tới tái phát chấn thương của Đình Thi. Đánh đầu và chạm rất mạnh mẽ trên sân.
Và đặc biệt nó lại là sân trơn bóng ướt như thế này nữa. Đây rồi, giành đai, có thể dứt điểm, câu vào. Khoảng trống đã tạo ra, không ai theo kèm đối với cầu thủ này. Những bước chân tập tễnh của Đình Thị. Sau trận đấu này thì chắc chắn rằng nếu như dù như thế nào chắc chắn Đình Thị sẽ phải nghỉ trong một thời gian mới có thể bình phục chấn thương này. Rất thể có thể là một chấn thương rách cơ. Những cầu thủ mỏng cơm như thế này thì thường có những chấn thương như là rách cơ háng trong, một trong những chấn thương rất thường niên và dễ thấy đối với những cầu thủ nhỏ con. Cầu thủ mà không có một thể chất quá tốt, không có những đôi chân thực sự khỏe mạnh, nhưng bù lại họ lại có những kỹ năng, kỹ thuật. Đình Thị, vẫn là Đình Thị. Nỗ lực của Đình Thị không vượt qua được, đó là vị trí của An Chiến, rất quyết liệt. Người bị phạm lỗi đó là vị trí của Duy Bắc. Một hình mà 87 thực sự cũng không thể thay thế về nhân sự khi mà Đình Thị bị chấn thương. Lấy nguy hiểm, câu vào. Phải chờ bóng khá nguy hiểm, nhưng vừa rồi thì thủ môn dứt điểm. Đánh đầu, câu vào. Liên tiếp là những pha bóng bổng, nhưng bóng chưa thể tìm tới khung thành của cầu thủ 1997. Gần một nửa thời gian hiệp 2 đã trôi đi và tỷ số vẫn đang là 1-1. Nguy hiểm, câu vào. Cú đấm bóng tốt đến từ Đăng Đạt. Tốc độ đang được chậm lại khi mà hai đội cũng không dám mạo hiểm để dâng cao trong một thế trận sân chơi nóng ướt như thế này. Bên phía 97 thì cũng không có bất kỳ một sự thay đổi người nào cả. Cả hai bên họ đều cho thấy sự tập trung trong một trận cầu kịch tính như thế này. Chưa bên nào dám mạo hiểm để thay thế cũng như là thay đổi lối chơi. Vẫn là bóng dài, vẫn là những tình huống rót bóng thẳng vào khung thành và tìm kiếm sự may mắn. Lỗi rồi. Tiếp tục là một tình huống cản người không hợp lệ. Lối chơi của cao thủ 97 đó là một lối chơi giáp, đơn giản thôi. Cầu thủ sinh năm 1997 đều là những cầu thủ có một thể lực tốt, thể hình tốt, và họ sẵn sàng thể hiện một lối chơi với sức mạnh của mình. Đứng trước bóng đang là Thôi Trấn Sơn, không thể dứt điểm. Đó là Thế Thủy, người đã cặp cùng Thôi Trấn Sơn trong trận đấu này. Vâng, xin chào Nguyễn Huy Thăng. Đức Phúc ghi bàn thắng thứ hai cho đồng niên 97, Hữu Khoát đồng niên 92 tài trợ 500.000 đồng. Ok Huy Thăng nha. Xin chào anh Hưng Hùng Hổ. Ngôi sao thuộc biên chế của 86 đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Đang có anh Cường 86 cũng đang có mặt tại sân. Sao tôi thấy trận đấu 86 anh Cường 86 loại sân rồi vẫn có mặt của anh. Hôm nay thì cũng có khá nhiều các anh 86 đã đến với sân động. Anh Cường 86. Để cổ vũ cho các đội bóng. Anh Cường 86 cổ vũ đội bóng. Một đội bóng mà cũng đã bị loại trong vòng loại
86 Anh Cường. Khi mà họ đã chạm trán một bảng đấu, được nói là bảng giá bảng đấu tử thần. Thời gian còn đó là khá nhiều. Đánh đầu. Phạt góc dành cho 1987. Sự im lặng bên ngoài sân. Bây giờ thì đây rồi, phạt công. Cơ hội giành đai, được chuyền công vào. Tình huống phản công ở tốc độ là quá cao. Vừa rồi thì không khác gì một cuộc đua nước rút 100m cả. Và giành đại để đưa một đường chuyền vào đã là quá khó rồi. Anh thực hiện được nhưng người đồng đội thì không thể băng vào chạm bóng. Hay rồi, Tuyết ơi, dứt điểm, câu vào. Khoảng trống tạo ra là có thể dứt điểm. Và vừa rồi là hơi chậm đến từ vị trí của Hữu Tú và Duy Bắc. Hai cầu thủ đã không hiểu ý nhau để có thể đưa ra một tình huống dứt điểm ngay pha bóng vừa rồi. Trời thì đang có một số hạt mưa thôi. Đánh đầu. Tiếp tục được Đức Phúc. Một hậu vệ rất rắn bên phía cầu thủ 197. Biết cho được 87. Đức Phúc cùng với đó là Thôi Trấn Sơn đều là hai những ngôi sao cực kỳ quan trọng nơi hàng phòng ngự của cả hai bên. Cả hai cầu thủ này thì đã đều tỏa sáng để mang về những bàn thắng cực quý dành cho cả hai bên. Wow. Tiếp tục là Đức Phúc. Cắt bóng tốt. Bóng bổng đương nhiên không phải là sở trường của 1987. Vẫn là biên của cho đời 87. Thể hình của 1987 là khá nhỏ con. Và thật có để họ có thể tranh chấp tay đôi trong những pha bóng bổng. Alo. 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 Chưa. Chắc nửa tiếng nữa. Vẫn là 1987. Bóng bổng là điều hơi khó rồi. Nhưng bóng bổng nó cũng là một lối chơi an toàn. Đây rồi, dứt điểm, câu vào. Đó là cú dứt điểm đến từ chiếc giày vàng Duy Bắc. Người đã đeo một đôi giày vàng ngày hôm nay. Và liệu rằng Duy Bắc có thể tỏa sáng để vang về những bàn thắng quý hơn vàng không? Một thế trận như thế này, chỉ một bàn thắng thôi thì nó hoàn toàn nó sẽ là bước ngoặt của trận đấu. Chúng ta sẽ chờ đợi liệu rằng đội bóng nào sẽ tỏa sáng với một bàn thắng vàng trong phút còn lại. 87 đá mới cảo 97 đợt trên hoàn là hỏa rồi. À thế à. Lúc giao lưu giao hữu ấy. Câu vào. Giao hữu là lâu hai đội mới gặp nhau trận này là trận thứ hai đợt trên là hỏa. Vâng, trong quá khứ thì hai đội đã từng gặp nhau một lần. Một lần hòa. Và hai đội cũng đã từng cầm hòa nhau bất phân thắng bại. Một cuộc chiến căng thẳng. Và ngày hôm nay trong trận bán kết trong một giải đấu chính thức thì một lần nữa đây là Đình Thi. Tốc độ của Đình Thi được chuyền. Duy Bắc đã không thể. Một tình huống một tốc độ cao và không đơn giản cho Duy Bắc. Tuấn Hưng đã quay lại sân. Tuấn Hưng 86 sao còn mắc đông đấy. Và 86 xin chào anh Tuấn Hưng nha. Hôm nay thì có lẽ là anh Tuấn Hưng đang khá bận sâu. Nhưng mà anh vừa đi diễn về đã về ngay với Sông Động. Nhưng mà 86 loại lâu rồi sao vận động 86 thế. Đình Thi đánh đầu. Không vào. Rất đáng tiếc. Đó là pha bỏ lỡ đến từ Tú Sù. Một tình huống nỗ lực đánh đầu tuyệt vời đến từ đội trưởng Đình Thi. Những nỗ lực vừa rồi đã không mang lại kết quả. Đình Thi rất hay. Chân trái không vào. Sự chắc chắn đến từ vị trí của Hữu Nam. Một trận đấu mà Hữu Nam vẫn thi đấu hay và xuất sắc. Rồi đã có tình huống va chạm mà khung thành bật đi. Một nỗ lực bắt bóng và sau đó là khung thành đã bật đi. Những lời động viên bên ngoài sân đang là những sự cố lên.
phút cuối cùng. Thời gian đương nhiên vẫn còn nhiều, khoảng 2/3 thời gian hiệp 2. Đã trôi đi. Rất hay, giành đây, cơ hội không vào. Thôi Trấn Sơn. 86 thì không chỉ xuất hiện anh Tuấn Hưng, còn đó là đội trưởng Captain anh Cường. Vâng, đội trưởng của 1986 từ ngày hôm nay cũng đến sân và dành những món quà, đó là những tài trợ nước uống dành cho các đội bóng ở trong những loạt trận bán kết, cùng với đó là chung kết và tranh 3-4. Anh cầm ra cái ô em đã bỏ chưa. Món quà rất tuyệt vời đến từ Captain của 1986. Hổ đầu đàn, nguy hiểm, công vào. Không có lỗi, rất hay. Duy Bắc, Duy Bắc được chuyền, không được. Nỗ lực được chuyền của Duy Bắc dành cho Tú Sù, nhưng bóng không thể đến được chân của Tú Sù trong pha bóng vừa rồi. Rất thấp dần. Một trận đấu mà không có quá nhiều những cơ hội, nhưng sự căng thẳng và kịch tính trên sân, sự tập trung của cả hai đội. Rất đẹp, cầu vào. Chấn thương thực sự đã làm cho Đình Thi không có một tình huống dứt điểm theo ý muốn. Đình Thi đã nỗ lực bằng tất cả, nhưng vừa rồi thì Đình Thi không thể chiến thắng được, đó là Hữu Nam. Cắt bóng tốt, đây rồi, Tú Sù, chân phải, rất đẹp, cầu vào. Đội liên tiếp đến với cầu thủ 1987. Nỗ lực cứu bóng vẫn còn, rất hay, Tú Sù. Tú Sù tốc độ rất quyết liệt. Và quả bóng chính xác đến từ vị trí của Đức Phúc. Quả bóng tin bóng, nếu mà không tin bóng là tên người là lỗi. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Tú Sù không được rồi. Thì lực đương nhiên cũng không phải điểm mạnh của cầu thủ 1987, nhưng họ có sự dẻo dài và họ có sự lì lợm. Một cuộc đua của những con mèo và những con trâu, mà những con mèo đang tự tin nói rằng trâu si rồi. Trâu quá si rồi. Rất tự tin đến từ Đình Thi. Đình Thi lỗi rồi. Và vào bóng nguy hiểm. Một tình huống vào bóng rất nguy hiểm đến từ cầu thủ màu số 22. Đó là Tài Huy. Tài Huy đã dính phải một chiếc thẻ vàng rồi. Và nếu như một chiếc thẻ vàng nữa thì đồng nghĩa với việc đi tắm sớm. Nhắc nhở thì sẽ có còi, anh em cứ bình tĩnh. Thẻ và nhắc nhở thì sẽ có còi. Rồi thì Tài Huy đã phải nhắc nhở trong một pha bóng vào bóng nguy hiểm. Nếu như không có thẻ vàng trước đó thì chắc chắn đó là một tình huống thẻ vàng dành cho Tài Huy. Đứng trước bóng đang là Thôi Trấn Sơn. Bên cánh này đó là Duy Bắc. Nhưng đó là cú sút thẳng của Thôi Trấn Sơn. Vẫn có một tình huống phạt góc dành cho 1987. Đánh đầu. Đánh đầu phá bóng tốt đến từ vị trí của Đức Phúc. Nguy hiểm, cầu vào. Phạt góc. Phạt góc tiếp tục đến với cầu thủ 1987. Phút thứ 25 của hiệp 2. Còn khoảng 5 phút thi đấu chính thức nữa. Trận đấu này sẽ khép lại. Kết quả vẫn là 1-1. Dứt điểm, cầu vào. Bằng Đình thì đã dứt điểm nhưng bóng đi hụt và chạm chân. Một pha cũng khá nhẹ nhàng thôi. Phút thứ 25. Rất căng thẳng ở những phút cuối cùng này. Nguy hiểm, cầu vào. Phạt góc cho 1997. Những giải đấu ở Phú Mẫn thì thường diễn ra khá muộn. Các khán giả thì cũng quên ăn, quên ngủ. Chắc chắn là ngày này sẽ quên ăn, quên ngủ rồi.
Đêm nay thì còn có trận chung kết UEFA Champions League nữa. Liverpool với cả Real. Tấn công. Đình Tư, tốc độ của Đình Tư. Cầu vượt qua đó là Đức Phúc. Cú chuyền bóng đầy táo bạo của Đức Phúc. Đình Tư đang dính một chấn thương. Nhưng anh vẫn mạnh dạn, vẫn dũng cảm để đưa ra những tình huống bất tốc. Mà cứ ngỡ rằng là không có một chấn thương nào xảy ra với Đình Thi cả. Và cùng xem lại, nguy hiểm, câu vào. Thực sự đó là một điều không tưởng trong một trận như thế này. Một trận đấu mà niềm tin và tinh thần đang chiến thắng. Chiến thắng nhưng nỗi đau về thể xác. Một trận đấu quá căng thẳng. Một trận đấu có thể đánh giá đây là một trận chung kết sớm của mùa giải. Đương nhiên là 92 thì vẫn chờ tấm vé ai trong trận chung kết rồi. 92 cũng là một đội bóng rất mạnh với sự xuất sắc đến từ vị trí của Đình Tuấn. 92 sau cả 87. Ngày nay thì 92 gặp một trong hai đội bóng này thì họ cũng sẽ không có gì phải hối tiếc cả. Hai đội bóng ngày hôm nay thì đang cố gắng hết sức rồi. Và 92 vẫn đang cười ngoài sân. Hai đội càng thi đấu nhiệt càng tốt. Mất sức càng nhiều càng hay. Cùng với đó là chấn thương càng nhiều lại càng tốt. Phạm lỗi rồi. Lỗi không thuộc về cao thủ 97 mà thuộc về cao thủ 87. Phút cuối cùng hiệp 2 rồi. Sân trơn bóng ướt, hai đội cũng chủ động chơi chậm và bóng dài. Nguy hiểm, câu vào, lỗi rồi. Tình huống tác động với thủ môn. Đó là Danh Đại. Và sẽ có đá phạt lên dành cho 1987. Rất căng thẳng và kịch tính. Toàn là bóng dài thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta đang được xem lối đá không khác gì kiểu Manchester. Sút phạt rất chất lượng. Một lối đá gọi là TK Dada. Tạt cánh đánh đầu. Đến từ MU đang tái hiện trên sân rộng. Khu đô thị mới thị trấn Chờ. Nguy hiểm, đánh đầu. Đình Thi đã không thể có một tình huống dứt điểm rồi khi mà đã có tác động đến từ hậu vệ bên phía 1997. Đình Thi hai lần phải ra sân. Cũng liên tiếp được sự chăm sóc đến từ người vợ tần tảo của mình, cùng với đó là những người anh em. Và anh đã thần kỳ có thể quay trở lại đánh đâu. Chưa thể có cú dứt điểm đến từ cầu thủ 1987. 1987 vẫn đang thi đấu tập trung. Có bóng lên đánh đầu. Mưa vẫn rơi. Rất tập trung, những sự chỉ đạo đến từ những anh em bên ngoài sân của 1987 cũng là cực gắt. Hôm nay người chỉ đạo bên ngoài sân đó là anh Kiên. Một đội trưởng đội Kiên Sa Cơ. Đội trưởng đội 87. Huấn luyện viên 87 của cầu thủ 1987. Cũng gọi là ông bầu, ông bầu. Huấn luyện viên kiêm ông bầu. Vừa kiêm đội trưởng vừa kiêm ông bầu. Trên sân thì có đội trưởng Đình Thi, ngoài sân thì có bầu Kiên. Đây rồi, thôi, chấn sân, cơ vào. Khoảng trống có mà ngay lập tức là một cú dài chân đến từ vị trí của Sơn Trần Tối. Nhưng lần này thì một lần nữa thôi, chấn sơn lại công để chiến thắng, đó là Hữu Nam. Trận đấu mà Hữu Nam đang thi đấu rất tập trung, rất quyết liệt. Lỗi rồi, chiếc thẻ vàng dành cho thôi chấn sơn. Và vào bóng hơi nhiệt so với mức bình thường. 2 phút bù giờ. Ông thơ ở ngoài cười, ông thơ ở ngoài cười. Cười sơ tết tối, thơ cười. Ai cười?
86 Hưng. Người ta ngã bây giờ mình ngã thì bình thường thôi. Ở ngoài ông Hưng quẹt. Hy vọng rằng sẽ không có những chấn thương đến với những cầu thủ trẻ chúng ta. Sân trơn bóng ướt và vừa rồi thì Sơn Trần Thối đã có một pha vào bóng. Không cả nhà cố ý đâu. Đó là một tình huống phạm lỗi cần thiết và xứng đáng nhận một chiếc thẻ vàng đến từ vị trí của Thôi Trần Sơn. Một tình huống mà ngăn cản và phản công nhanh đến từ thủ 1997. Phản công trong những pha bóng như thế này nó sẽ là rất nguy hiểm khi mà ở tuyến dưới sẽ không còn ai nữa. Trong tình huống đó thì Thôi Trần Sơn cũng đã băng lên rồi. Chỉ một phút sơ sẩy thôi. Tiếp tục là sự tập trung 2 phút bù giờ trận đấu thứ 2 thôi, không vào. 2 phút cho những nỗ lực còn lại. Và liệu rằng chúng ta có vẻ phải giải quyết trận đấu này trên loạt đấu súng không? Loạt đấu súng nó sẽ không dành cho những khán giả yếu tim. Cắt bóng hay nhưng vẫn là đây rồi, không vào. Một tình huống băng ra hơi nguy hiểm của Thôi Trần Sơn và suýt chút nữa à, phòng ngự đã không còn ai nữa rồi. Nếu như bàn thắng đó được ghi, nguy hiểm không vào. Vâng, đâu đâu đây thì Hưng Hồ Dâu cũng nổi tiếng còi kết thúc 60 phút chính thức của trận bán kết thứ hai. Và đây là trận đấu đầu tiên chúng ta phải đến với loạt penalty. Một trận đấu quá căng thẳng, mất quá nhiều nước. Mất quá nhiều nước trong trận đấu này. Không chỉ mất nước, không chỉ mất tinh thần mà còn mất cả máu nữa. Một trận đấu mà đổ máu cả trong. Lam ơi, Lam ơi, hôm nay ăn thì mời bắt con hai đấy. Hôm nay ăn thì mời bắt con hai đấy, ăn cơm mẹ lấu à. Vâng, xin mời hai đội bóng tiếp tục quay trở lại khu vực giữa sân. Anh em uống nước xong thì quay trở lại để tiếp tục nào. Những tràng pháo tay để động viên tinh thần cho cao thủ của 1987. Đến với trận bán kết đó cũng là sự cố gắng rất lớn của những cầu thủ mà cũng gần bước sang kia sự nghiệp rồi. Trời vẫn mưa. Trời thì vẫn cứ mưa rơi thôi. Mưa thì vẫn là rất nhỏ. Trời mưa mang tới bàn thắng quý hơn vàng cho 1997 để níu lại hy vọng trên loạt penalty. Và trên loạt penalty thì nó sẽ nhờ rất nhiều tới đẳng cấp, sự tự tin, bản lĩnh và cùng đó là một chút may mắn. Chúng ta sẽ chờ đợi. Món quà gì đây? Anh em có thể thông báo với chúng tôi. 92 à? Em 92 gặp 87 nhé. 92 gặp 87. Anh em 92 đang cổ vũ cho các thủ 1997. Họ có lẽ là muốn một cuộc chiến nội bộ 9X. Bóng đá hiện tại thì không dành cho lứa của 8X rồi. Những cầu thủ 8X thì dường đã bước sang kia sự nghiệp. Và 87 bước vào vòng bán kết nó cũng là một thành công rất lớn. Và ngày hôm nay liệu rằng với kinh nghiệm của mình thì 1987 có vượt qua những người đàn em không? Sẽ chờ đợi. Và loạt penalty đầu tiên, đó là sự có mặt của An Chiến. Cao thủ 97 sẽ là đội bóng thi đấu trước, dứt điểm trước trong loạt đấu này. Rất căng thẳng. Thi đấu trước cũng là áp lực, nhưng nếu như họ có bàn thắng thì sẽ là lợi thế về mặt. An Khánh đối đầu với Đăng Gạt. Chưa có tiếng còi. Cứ bình tĩnh. Khi mà tiếng kèn chưa vang lên thì anh em cứ đứng im. An Chiến cùng với Đăng Đạt. An Chiến vào!
cả hai lần đều thành công, rất bản lĩnh. An Chiến, người em trai của An Cảnh, người đã đánh bại người anh trai của mình. Hôm nay liệu rằng An Chiến cùng những người đồng đội có thể đánh bại được những người anh tiếp theo không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Và người thực hiện quả penalty đầu tiên là Thôi Trấn Sơn. Rách lưới rồi, rách lưới rồi. Một cú sút của Thôi Trấn Sơn. Sút không bao giờ trượt. Chỉ sút ra ngoài thôi. Sút bóng thì không bao giờ trượt. Loạt thứ hai. Danh đại 2-1 rồi. Những cú sút chìm phải nói là rất lạnh lùng đến từ Danh Đại. Hai cú sút cùng một góc sút. Đây rồi, Duy Bắc. Duy Bắc đối đầu với Hữu Nam. Duy Bắc vào. Đó là bản lĩnh của những người đàn anh. Vẫn là rất lạnh lùng và tự tin. Hai đều. Số 47 bên phía cầu thủ 1997. Hữu Vượng sẽ đối đầu với lại Đăng Đạt. Không vào. Sự xuất sắc của Đăng Đạt đã cứu bàn thua. Qua ai? Tỷ số vẫn là 2 đều. Và bây giờ thì các thủ 97 sẽ dựa vào tài năng. Và bây giờ là thay đổi thủ môn rồi. Và người sẽ bắt thủ môn đó là Đức Phúc. Người hùng cũng chính là tội đồ của 1997 trong trận đấu này. Sẽ ở vị trí khung thành để thay ở vị trí của Hữu Nam. Và loạt sút thứ ba đó là Captain Đình Thi. Đình Thi đối đầu với lại Đức Phúc. Đình Thi vào. 3-2. Người bắt côn đó là An Chiến chứ không phải là đó là Đức Phúc. Trung ơi. An Chiến đã không thể chiến thắng được một tình huống đặt lòng. Trung ơi. Cực ngọt đến từ vị trí của Đình Thi. 3-2 rồi. Đây mới là Đức Phúc. Người đã thực hiện không thành công quả penalty đầu tiên. Vào. Nhưng lần này Đức Phúc đã thành công rồi. 3 đều. Lợi thế vẫn thuộc về cao thủ 1987. Người đứng lên loạt sút thứ tư dành cho 1987 đó là Thế Thủy. Thế Thủy cùng với lại An Chiến. Vào. 4-3. Loạt đấu cuối cùng. Nếu như các cầu thủ 1970 không thành công thì đồng nghĩa với tấm vé sẽ dành cho cầu thủ 1987. Nếu như thành công thì họ vẫn còn cơ hội. Đứng trước bóng đang là Tài Huy. Quan Hồ đang gạt đã bật sang với 1-2 pha cản phá penalty. Quá kịch tính, quá xung động. 1987 đã bản lĩnh và vượt qua. Và người sáng nhất ngày hôm nay đó là Đăng Đạt. Một trận đấu xuất sắc. Niềm vui không thể nào tả xiết của cầu thủ 1987 trong trận chiến cực khổ này. Một trận chiến họ đã phải đổ máu rất đáng tiếc cho 1997 năm nay. Họ đã phải nói lời chia tay với tấm vé vào chung kết. Nhưng đó cũng là những nỗ lực tuyệt vời của 1997. Một sự cố gắng thực sự đáng ghi nhận. Và họ xứng đáng. Vâng, buổi tường thuật chúng tôi đến đây là lúc một lứa. Cảm ơn hai đội bóng.